Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với YouTube channel của mình, Tuấn Expat Life. Mình tên là Tuấn Anh và đây là tập đầu tiên của mình. Thì ta-da! Xin giới thiệu với mọi người, đây là setup góc làm việc của mình ở nhà. Và các bạn có để ý rằng là mình đang đứng cạnh một cái bàn. Thì đây chính là một cái bàn điện tử có thể chỉnh độ cao thấp tùy ý. Và bàn này là đến từ hãng FlexiSport. Đây là một cái bàn mà mình rất là mê từ rất lâu rồi. Và ngay khi công ty cho phép mình được làm việc ở nhà toàn thời gian thì mình đã sắm ngay một em này. Lý do mình thích kiểu bàn ấy là bởi vì mình có thể đổi tư thế đứng hoặc ngồi một cách thoải mái và rất là nhanh. Và bạn có thể ví dụ như thế này là mình ngồi cốt một vài tiếng và sau đấy mình sẽ đổi sang tư thế đứng ngay lập tức và tiếp tục với công việc của mình chỉ bằng với cái nút bấm như thế này, đứng lên hoặc hạ xuống như thế này. Đấy, như thế. Và cái điều này nó sẽ rất là có lợi cho sức khỏe. Vì sao? Là vì mình luôn thay đổi tư thế sau khi ngồi một thời gian rất là dài. Và điều đấy rất là tốt cho cái xương ở phần lưng của mình. Thì nhân dịp vợ mình nhận được việc mới thì vợ mình cũng rất thích một cái kiểu bàn như thế này. Thì mình đã đặt ngay cho vợ mình một cái bàn cùng hãng với chiếc bàn này. Thì thực ra bàn của vợ mình là kiểu năm 2021, còn cái của mình thực ra là đời cũ hơn, của năm 2020. Thì cửa hàng hôm nay đã tới rồi, mình cùng lắp cho mọi người xem nhé. Rồi, ta-da, đã lắp xong. Mọi người có thấy cái bàn này đẹp không? Thì cái bàn này khác với cái bàn của mình ý, là nó là hoàn toàn là mặt kính. Và bàn của mình thì thực ra là mặt gỗ. Và bàn của vợ mình thực ra khá là xịn vì là nó có hai cổng USB-A và một cổng USB-C. Ngoài ra thì nó cũng có một ngăn kéo nhỏ như thế này. Mình thấy nó cũng không cần thiết lắm nhưng mà vợ mình thì rất là khoái. Tuy nhiên thì nếu các bạn mua thì cũng nên để ý bàn này rất khó để lắp thêm một cái rãnh đựng dây điện hoặc cột sắt laptop. Thì mặt trên của nó là kính và có một lớp kim loại mỏng ở dưới. Thì mình cũng đã thử xem nhưng mà mình làm rất sợ khoan thì sẽ làm hỏng cái bàn này. Khác thì cái bàn của mình nó là mặt gỗ hoàn toàn nên mình có thể khoan thêm một vài lỗ để lắp thêm cái rãnh để đựng dây điện và laptop, sạc laptop của mình. Chưa kể là do mình cũng không muốn bàn làm việc quá to vì phòng làm việc của mình không to như là văn phòng trên công ty nên cỡ bàn 1m2 này thì mình thấy khá là ổn. Tuy nhiên bạn cũng có thể chọn một kiểu bàn dài hơn từ 1m4 đến 2m chẳng hạn, thì trên hãng FlexiSport thì nó đều có cái option đấy. Thì ngoài kiểu điện tử này thì cũng có vài loại bàn chỉnh cao thấp bằng cơ, tức là bạn phải tự tay xoay một cái trục để điều chỉnh độ cao thấp. Theo cá nhân mình thì thấy khá là mất thời gian và không nên mua. Với kiểu bàn tự động này thì mình chỉ mất vài giây để đổi sang tư thế đứng và vẫn tập trung vào công việc mình đang làm. Trong thị trường các mẫu bàn kiểu này thì mình thấy FlexiSport là hãng có cho giá khá là rẻ mà cho chất lượng rất là tốt.
Phần lớn các hãng nổi tiếng chuyên về bàn bàn ghế văn phòng bán lại này rất là đắt, giá có thể từ 700, 800 cho đến 1.000, 2.000 euro là chuyện rất bình thường. Trong khi hai chiếc bàn này mình mua là chỉ rơi vào khoảng 300 và 400 euro thôi. Bàn của mình thì là gần 300 euro, còn bàn của vợ mình thì là gần 400 euro. Cả hai mẫu mà nhà mình đều dùng đều rất là chắc chắn, khi bàn nâng lên và xuống đều không bị rung lắc mạnh. Và đấy là một vài suy nghĩ của mình về sản phẩm mới nhất năm nay của Flexisport. Thì link về các sản phẩm của cả hai sản phẩm mình đều đã để dưới phần mô tả của clip này. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem hết phần đầu tiên của channel của mình. Thì nếu mọi người cảm thấy nội dung của mình hay và bổ ích thì mọi người có thể like và subscribe cho channel này. Và rất cảm ơn mọi người một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.